anh với Đăng Minh ngồi mỗi rồi Đăng bác sĩ Minh, nhưng mà cái xe mà xe bình đang quay lưu về tới là khó vì cái phong hoàng thiết kế cái kiểu nó đâu phải bên không sửa lại nhé đấy phòng khách sạn thì sửa lại nhé công an sửa lại nhé ông Đức cũng chuyển đổi đường là em còn ngồi làm việc với ông Đức vì anh Sơn giám đốc phòng cháy á khi anh Đức mà về làm giấy phép thẩm định nó xong anh Sơn gọi em lên anh Sơn Nguyễn Trương Sơn anh nói là thành tác phẩm của Đinh là thằng này giang dở sung ba đó. Ông chứ ông Đức đã bỏ rồi và chỗ anh ải mà nếu như đâu từ đó là ngon mà được chứ con mà chỗ khác khó thu nên thật anh thế này thì một trường học nó là đâu xé nó đâu thì nó chúng như không gì lắm á rồi bây giờ chúng đổi ba tên kiểu làm thương mại vẫn có được anh hiểu không làm khách sạn nhân viên được đến khách sạn viên con chỉ làm mà trung tâm thương mại thì con làm nhân viên cũng được đúng không nhưng rồi ký hợp đồng liên doanh thì là làm một đồng là mình viên thế của cơ sở hai của đại học y khoa y dược là làm ở đấy hả làm gì thủ hữu đấy à. Mình làm gì cả nhà vui nhà trẻ đó hả không nhà vui cả nhà vui căn nhiên rồi bệnh viện đại học y dược thì nó lo về đất tạo nên đất và những thứ đất về nguồn nhân lực chỗ Sinesta về công ty Cotec là bỏ 680 tỷ trên đồng bộ họ ký kết rồi đó chứ chưa đất nó còn mẹ ông ứa gần hơn nữa dài ăn bình cuộn với anh nhé rồi nè ngon đòi mình ngon đấy đòi mới ăn bình cuộn chưa ăn lại vậy nè chưa ăn con nó đấy có đòi không đòi chứ đòi thì đòi chứ quốc tô bình canh nó kéo cái kéo cái cứ 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 kéo c